Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức của Đài Truyền hình Tuổi Trẻ Hải Ngoại BYN TV 57.3. Hôm nay là Chủ nhật cuối tuần ngày 22 tháng 7 năm 2012. Hưng Yên cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Tình hình thủ đô Damascus và các tin tức liên quan tới Syria. Tin từ Damascus, Đài truyền hình nhà nước Syria tuyên bố lực lượng an ninh đã giải phóng quận Midan thoát khỏi tay bọn khủng bố và lính đánh thuê. Hình ảnh trên đài truyền hình cho thấy một số xác chết, nhiều người chết nhuộm đỏ máu, người khác bị cháy, một số người chết nằm trên xe truck hay trên lề đường. Dân quân Syria tuyên bố đã rút lui chiến thuật khỏi quận Midan, nằm tại trung tâm thủ đô Damascus trong đêm thứ năm sau khi bị pháo kích dồn dập, nhưng họ đang tiến chiếm nhiều nơi khác. Một nhân vật đối lập nói ông ta đã lẻn về quận Midan trở lại trong ngày thứ sáu và thấy nhà ông ta bị quân đội hôi của. Hình ảnh của đài truyền hình cũng cho thấy hư hại trên đường phố đã được dọn dẹp, một số gia đình tản cư đang quay về nhà. Đài truyền hình nhà nước Syria cũng phổ biến hình ảnh vũ khí tịch thu của dân quân. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết trong ngày thứ sáu trên toàn quốc có 240 người tử thương, trong số này có 43 quân nhân. Con số người chết trong hai ngày thứ năm và thứ sáu là 550 người, và đây là hai ngày đẫm máu nhất trong 16 tháng bạo động ở Syria. Bạo động gia tăng đã làm hàng triệu người bị kẹt trong chiến trận, biến nhiều khu vực ở thủ đô Damascus thành thành phố ma, và hàng chục ngàn người chạy qua Lebanon lánh nạn. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ nhì các quan sát viên Liên Hiệp Quốc chuẩn bị rời khỏi thủ đô Damascus. Hội đồng Bảo an đã đồng thanh chấp nhận gia hạn thời gian hoạt động của quan sát viên tại Syria thêm 30 ngày, nhưng cắt giảm con số 300 người xuống còn một nửa. Sự gia hạn hy vọng cứu sống chương trình hòa bình của ông đặc sứ Kofi Annan chấm dứt cuộc bạo động đã kéo dài 16 tháng, làm hàng chục ngàn người chết. Chiến trận tiếp tục diễn ra. Ngày hôm nay, dân quân tuyên bố đã chiếm được cổng biên giới thứ ba ở biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, tại Bab al-Salam, phía bắc thành phố Aleppo. Trong lúc đó, lực lượng Al-Assad dồn dập pháo kích thành phố Deir al-Zor để ngăn chặn dân quân kiểm soát thành phố quan trọng này ở miền đông. Trận pháo kích ngày hôm nay được coi là trận pháo kích dữ dội nhất chưa từng có kể từ ngày quân đội tấn công thành phố này cách đây một năm để dập tắt các cuộc biểu tình chống chế độ. Từ ngày Liên Hiệp Quốc chỉ định ông Kofi Annan làm đặc sứ để giúp chấm dứt cuộc bạo động ở Syria cho tới nay đã 5 tháng nhưng không đem lại kết quả nào, bạo động còn gia tăng thêm. Tổng thư ký Ban Ki-moon đề nghị chuyển nhiệm vụ phái bộ giám sát Syria, hay còn gọi tắt là UNSMIT, từ giám sát một cuộc đình chiến chưa hiện hữu qua việc giúp tìm một giải pháp chính trị. Với nhiệm vụ mới, các nhà ngoại giao cho rằng chỉ cần có mặt một nửa nhân số 300 người hiện nay. Số còn lại sẽ về quốc gia của họ nhưng sẵn sàng quay lại trong thời gian thông báo ngắn nhất. Tướng Robert Mood, chỉ huy phái bộ đã rời Syria trong ngày thứ năm. Chỉ huy mới là Thiếu tướng Babacar Gaye, một người thủ lãnh Senegal đã làm cố vấn cho các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc từ năm 2010. Trước đó, tướng Gaye làm chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Tướng Gaye đã qua Damascus vào ngày thứ ba tuần tới. Thủ tướng Do Thái tuyên bố theo dõi chặt chẽ tình hình Syria, tin từ Jerusalem. Mở đầu phiên họp nội các hàng tuần, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Do Thái theo dõi chặt chẽ tình hình Syria và chuẩn bị đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Trong ngày thứ Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak nói rằng, trong lúc sự tồn tại của chế độ Bashar al-Assad chỉ còn tính từng ngày, Hezbollah sẽ tìm cách thủ đắc hỏa tiễn phòng không, hỏa tiễn địa đối địa tầng tiến hay vũ khí hóa học và chuyển các loại vũ khí này qua Lebanon. Do Thái đang theo dõi và chuẩn bị. Phong trào Hezbollah nhận sự trợ giúp quân sự của Syria và Iran đã bắn hàng ngàn quả rocket tầm ngắn qua lãnh thổ Do Thái trong thời gian chiến tranh năm 2006. Một số rocket đã bắn tới những mục tiêu ở miền trung Do Thái. Chính quyền Do Thái đã tố cáo Hezbollah và Iran đứng đằng sau vụ đánh bom tự sát ở phi trường Burgas của Bulgaria trong ngày thứ Tư. Iran bác bỏ lời tố cáo của Do Thái. Thủ tướng Netanyahu cũng nói rằng Do Thái sẽ mạnh mẽ chống lại khủng bố, những tên thực hiện khủng bố và khiêu khích.
video quan sát phi trường cho thấy khó phân biệt kẻ đánh bom và du khách. Cảnh sát Bulgaria và Do Thái cho biết kẻ đánh bom cũng mang sách trên lưng như các du khách khác, nhưng sách đeo lưng của đương sự chứa đầy thuốc nổ. Chiếc xe bus sắp chở hành khách tới một nơi nghỉ mát gần thành phố Burgas trước khi bom nổ. Hai trung tướng và một nhóm sĩ quan Syria 10 người có nhiều đại tá đã qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trong đêm thứ Sáu. Đây là vụ bỏ ngủ mới nhất nâng con số tướng lãnh Syria đang tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ lên 24 người. Trong đêm thứ Bảy, khoảng 160 người Syria đã chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ lãnh nạn. Sĩ quan Syria bỏ ngủ chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ được đưa tới trại tạm cư Apeydin được quân đội bảo vệ. Bạo động Syria kéo dài trong 16 tháng qua đã làm cho trên 43.000 người chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn. Ngày hôm qua, xe truck đã đậu sắp hàng tại hai cổng biên giới Sivegozu và Bab al-Hawa. Trong ngày thứ Sáu, dân quân tuyên bố đã chiếm đồn Bab al-Hawa ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, kiểm soát hai cổng biên giới Bab al-Hawa và Charablus. Một gia đình mới chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng tình hình trong nước rất sôi động. Trong thứ Sáu, các viên chức ở Iraq cũng xác nhận dân quân đã làm chủ trạm kiểm soát Abu Kamal nằm trên xa lộ sông Euphrates, là con đường thương mại chính của Trung Đông. Hội đồng Bảo an đã tê liệt, không thể đưa hành động nào sau khi Nga và Trung Cộng phủ quyết bản nghị quyết áp lực Tổng thống Bashar al-Assad phải chấm dứt sự đàn áp dân chúng trong nước. Ngọn đuốc Olympic được đưa lên vòng London Eye, tin từ London. Ngọn lửa Olympic đã được đưa lên cao trên bầu trời thủ đô London qua vòng tròn London Eye. Cô Amelia Hamfleeman Adam, 17 tuổi, đã giơ cao ngọn đuốc trong ngày Chủ nhật chan hòa ánh sáng mặt trời. Hamfleeman Adam là người thiếu nữ trẻ nhất trượt băng ở Nam Cực lúc 16 tuổi. Cô nói rằng khi lên cao điểm nhìn thấy toàn bộ quang cảnh London với ngọn đuốc trước mắt khó có thể diễn tả được cảm giác tuyệt vời. Với sự chống đỡ vững chắc khi đứng trên capsule, cô Hamfleeman Adam không sợ bị rơi, cảm thấy hãnh diện với việc được đang làm. Nói rằng Olympic khó quay lại trong cuộc đời của cô ta và hiện giờ cô đã có một kinh nghiệm tuyệt vời, khó có thể tìm được lần thứ nhì. Những tuần lễ sẽ mưa và các vấn đề hậu cần đã làm cho báo chí Anh nói lên những quan điểm tiêu cực. Không chiêu mộ đủ nhân viên bảo vệ buộc các nhà tổ chức phải nhờ tới sự giúp đỡ của quân đội, nhân viên giao thông và bảo vệ biên giới sẽ sớm đình công tạo thêm nhiều sự đau đầu cho các nhà tổ chức. Nhưng các đám đông dân chúng, người Anh không giảm nhiệt thành đối với Olympic. Ngọn đuốc Olympic đã về tới thủ đô London trong ngày thứ Sáu sau khi được rước qua nhiều thành phố, thị trấn và làng mạc ở Anh Quốc. Một biệt kích hải quân đã đưa ngọn đuốc từ trực thăng vô lâu đài Tower of London, một nơi thu hút du khách chính của thủ đô. Trong các ngày tới, ngọn đuốc được rước tới các nơi tôn giáo, chính trị và thắng cảnh London trước khi đốt vật lửa Olympic. Hôm nay là ngày mà người Na Uy tưởng niệm vụ tàn sát Utøya, tin từ Oslo. Hàng chục ngàn người hy vọng sẽ tập trung ở thủ đô Oslo trong ngày hôm nay để tưởng niệm vụ tàn sát Utøya. Vào ngày này, đúng một năm trước đây, một người đàn ông đã xách súng rượt bắn thanh niên của đảng cầm quyền đang đóng tại trại hè trên đảo Utøya. Hung thủ Anders Behring Breivik bị bắt, bị truy tố tội giết người trên đảo và đánh bom ở Oslo làm 8 người chết. Phiên tòa xét xử kết thúc trong tháng trước, bị cáo tuyên bố hành động của gã là hành động bảo vệ quốc gia. Breivik sinh ở Oslo ngày 13 tháng 2 năm 1979, cha mẹ ly dị khi mới được 1 tuổi. Lớn lên với mẹ là một người làm nghề y tá và người cha ghẻ là một sĩ quan quân đội Na Uy. Breivik thường viếng thăm cha ruột sống ở Pháp. Thân phụ Breivik là một nhà ngoại giao, đã nhiều lần xin tòa cho nuôi dưỡng Breivik nhưng thất bại. Lúc còn trẻ, Breivik đã có vấn đề tính khí và lúc 4 tuổi, một bác sĩ tâm lý đã khuyến nên đưa ra khỏi gia đình. Trong năm 2006, sau nhiều vụ làm ăn thất bại, Breivik trở về nhà sống với mẹ. Trong thời gian này, Breivik sống cô độc, chơi game trên computer nhiều giờ trong một ngày, chuẩn bị vụ tấn công trước khi thuê một nông trại để dùng phân hóa học chế bom. Trưa ngày 22 tháng 7 năm 2011, Breivik lái chiếc xe van trắng đậu bên ngoài tòa nhà chính phủ ở Oslo cho bom nổ làm 8 người chết và 200 người khác bị thương. Sau đó, đương sự đi phà tới đảo Utøya
cách thủ đô 40 cây số, bắn chết 69 thanh niên Đảng Lao động đang đóng tại trại hè trên đảo. Những người bị giết đều dưới 17 tuổi, người nhỏ nhất mới ăn mừng sinh nhật 14 tuổi. Trong bản tuyên ngôn dài 1.500 trang đưa lên Internet và email cho nhiều người trước khi hành sự, Breivik nói rằng Âu Châu đang bị người di dân Hồi giáo đe dọa, diễn tả cuộc tấn công là sự tàn bạo nhưng cần thiết để chống lại chính sách di dân và chủ nghĩa đa văn hóa. Qua phiên tòa kéo dài 10 tuần, Breivik không nhận tội, nói rằng thanh thiếu niên bị đương sự hạ sát là những tên phản bội quốc gia Na Uy. Trước khi tòa án xét xử, một bản phúc trình nói rằng Breivik bị bệnh tâm thần, nhưng bản phúc trình thứ nhì kết luận đương sự là người sáng suốt, đã có thể chuẩn bị vụ tấn công có kế hoạch rõ ràng mà cơ quan an ninh không thể phát hiện. Trong lời cuối cùng trước tòa án, đương sự tuyên bố đã làm việc vì dân tộc, tôn giáo và tổ quốc, yêu cầu tòa tuyên bố vô tội. Tòa sẽ tuyên bố bản án vào ngày 24 tháng 8. Nếu thấy đương sự là người có vấn đề tâm thần, đương sự sẽ bị đưa vô một bệnh viện tâm thần có bảo vệ an ninh chặt chẽ. Ngược lại, đương sự sẽ bị tuyên án 21 năm tù, nhưng thời gian có thể kéo dài thêm nếu thấy việc trả tự do cho có thể gây nguy hiểm cho xã hội. Chính quyền Chile đang điều tra vụ lạm dụng tình dục trẻ em tại 61 ngôi trường trong thủ đô, tin từ Santiago. Chính quyền Chile đang tiến hành điều tra tình trạng lạm dụng tình dục tại 61 ngôi trường ở thủ đô Santiago và các vùng phụ cận. Phụ huynh quan tâm và nhiều xe cảnh sát đã tập trung tới ngôi trường Apoquindo trong ngày hôm qua. Thẩm phán công tố Liadia Sacchi nói với báo chí rằng nạn nhân tại ngôi trường mẫu giáo này đều là bé trai. Các vụ lạm dụng tình dục trẻ em dưới 14 tuổi đã tăng 22% so với cùng thời gian trong năm ngoái. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là phần tin thế giới của BYN TV 57.3. Xin quý vị đừng rời màn hình, Hưng Yên sẽ trở lại với phần tin Á Châu.